Thời hạn tước đình chỉ có thể tăng lên nhưng mà cũng không được vượt quá cái mức tối đa của khung thời gian tước hoặc là đình chỉ. À vâng, pháp luật hành chính cũng đã có quy định rất là cụ thể cái việc mà khi mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều tình tiết tăng nặng thì thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính như thế nào. Vậy thì có cái trường hợp nào mà các tình tiết tăng nặng hay là giảm nhẹ trách nhiệm hành chính lại không được áp dụng hay không ạ, thưa chị Phương Anh? Như chúng ta thấy thì tất cả các cái tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hành chính thì đều được. Vâng, em giới thiệu các bác một chiếc Lada F10 đỏ chót, đẹp lung linh, hàng vừa về xong. Em tắm rửa cái là đăng để mời các bác giao lưu luôn. Vâng, chiếc này rất đẹp ạ. Em mời các bác nghe tí mulic cho nó nhạc Tây nhá. Just couldn't let you go.